Hello, em xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Em kênh làm vườn thương hiệu Lục Ngạn TV. Xin chào anh chị bà con cô bác. Thì hôm nay là mùng hôm nay là 14 là chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021 của dương lịch thì còn âm lịch thì hôm nay là chủ nhật ngày mùng 3 tháng riêng gọi là tháng 1 năm 2021 của âm lịch. Thì đầu video em xin kính chúc anh chị và bà con cô bác một năm mới an khang thịnh vượng nhé và đầy dồi dào sức khỏe cũng như là trong cuộc sống lúc nào cũng vui tươi và mạnh khỏe gia đình ấm no hạnh phúc thì hôm nay em sẽ làm quay video tiếp tục cho một năm mới để cho anh em mình chúc nhau cùng một chiến lợi cũng như là chiến thắng mới cho cái năm mới này à, cùng nhau vui vẻ và cùng nhau sẽ à, may mắn trong cái nghề làm nông làm vườn để anh em mình có cái đồng tiền để chi phí trong cái đợt anh em mình đầu tư cho những cây vải thiều nhá thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một số vấn đề như sau thì tạm thời thì chắc chắn em sẽ chia sẻ cho các bác một số những cái bắt bệnh của cái bông hoa nhé thì em cũng sẽ cùng các bác đi thăm vườn là cũng như là để cho các bác trong ăn tết này thì tầm mùng 5 mùng 7 rồi đi thì chắc chắn là anh em mình ai cũng phải phun thuốc sâu rồi để phòng bệnh cho hoa và phun giỏi cắn hoa các thứ nhé vì cây hoa thì gần như là một số các bác nào mà không phun phòng trong năm ấy thì các bác đến tầm mùng 5 này nhé mùng 5 này thì các bác mùng 4 mùng 5 này các bác hãy cố gắng uh, uh, đi phun sâu cho bông hoa vải nhà mình nhé Rồi hiện tại giờ em đang ngồi ở dưới cái vườn uh, vườn này là vườn uh, vườn vườn uh, nhỏ của em đây. Thì em cũng mời các bác đi xem một vòng nhé uh, để tham khảo nhé Rồi ok. Rồi, đây các bác ạ. Thì uh, Như cái vườn dưới này là vườn uh, của 5 tuổi đây Thì uh, các bác uh, cũng như là cái vì cái thời tiết ấm này và cũng như là độ cũng có mưa này độ ẩm tốt này vì ấm này thì hoa sẽ ra rất đẹp và đào là cái thứ nhất đấy thì cái lớp này là của em là cái lớp uh, của hoa là lớp hoa là lộc ba này các bạn này cái lộc ba này đấy các bác hãy cố gắng là đi thăm vườn và chúng ta sẽ nhìn cái bông hoa nhé mà nếu ví dụ như bông hoa ấy, bây giờ nó phải cả ra có cái cành nó có bị bệnh cơ thì nhưng mà em sẽ tả cho các bác nhé nếu những cành nào bông hoa các bác cứ xanh khỏe sáng như này thì không bao giờ nó ảnh hưởng này và nếu mà các bác thấy cái bông hoa này của mình nhưng mà nó kiểu như hơi là kiểu như nó có cái cái lông lông nó sùi ra đấy là chính là cái đấy là của một là muội hai là dòng của chiếc thút nhé vâng nhé đấy thì à, cái đấy các bác sẽ phun của cái một là cái à, bác sang bác nào mà không biết thì sang phun cái bạch xà của em nhé các bạn xả bên kênh thuốc trị bệnh tạo mã nhá đây là cái này đấy các bạn này ui rồi đây đã có dòi cắn cắn hoa rồi này, này các bạn này đấy cắn cụt hết hoa này để rồi cái này thì mai chắc em phải phun nó đây còn dòi đây các bạn thấy các bạn không để ý cái là đây cắn cụt hết hoa rồi này chưa chứ không để đây cắn cụt hết hoa luôn rồi em xem là sẽ cùng các bác là xem xem có vấn đề gì về những cái bông vải có bị bệnh gì không nhá và thứ hai là cái những con giỏi này thì các bác nhìn này như này sẽ hỏng hết hoa luôn này. cắn cụt hết đầu hoa này cắn cụt hết luôn đó đấy thì có nghĩa là hiện tượng lác đác là đã có sâu thì gì trong cái đợt là của phun ra riêng thì năm nào cũng thế các bạn ra riêng cứ tầm khoảng độ tầm trung trung thấp nhất là tầm mùng 5 là chúng anh em chúng mình là phải phải phun rồi các bác vì không phun là cũng không được các bác nhé thì một số uh, sâu đo sâu que sâu xanh này thì uh, thì thì nó rất rất chi là ăn nhanh đấy đây nó ra cái kiểu như này nó kẹp lọc một chút như này không sao nha các bác nhé không sao đâu đây này cái này nó ít cái tỷ lệ này cái hoa nó sẽ áp, áp cái này hết không có gì hết không, không có gì phải lo các bác nhé đấy những cái vườn này của em là lọc ba đây thì nó ra rất đều và ngắn nhé. vì cái này thì trong năm em phun phòng rồi phun phòng bệnh rồi này và phun một lần thuốc uh, sâu dòi cắn rồi nhưng mà hiện tượng vẫn bị này đây này không biết nó bỏ đi đâu rồi này các bác này nó cắn cụt này Đấy, thấy chưa phải lưu ý các bác phải lưu ý nhá kiểm tra ở à, bác các bác nhớ kiểm tra ở trong cái cái gân mà của cái đường trục chính của cái cái cái, cái 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 bông vải này, cái đường trục chính này bông vải này lên nhá. Các bác hãy để ý nếu như mà là thấy cái hiện tượng mà nó tía tía nhá. Nó tía tía chạy dọc xuống như này ấy, thì là cái bệnh đó là cái bệnh của các bác cứ phun cho em cái zidomin uh, và cái khô vằn của của lúa nhá. Các bác sẽ cộng vào để phun luôn. Cái đấy mà các bác chỉ thấy vết như vậy thôi các bác uh, sẽ phun luôn thì đảm bảo nó khỏi trăm phần trăm luôn mà nó không đỡ phải các bác uh, không phải phun nhắc lại lần hai nếu các bác bị uh, bị lặng rồi thì các bác sẽ phải phun lại lần hai bác nhé vì phun bệnh này phòng hơn chống các bạn nếu mà cây đến bệnh thì lại phải phun lần hai thì sẽ mất cái tiền chi phí nhiều hơn các bạn đấy những bông hoa này nhìn rất xanh và sung sức rất đẹp nhá rất khỏe mạnh luôn các bạn này đấy đây là cây cái này cái lá nó, nó non non quá đây em tuốt đây. lá non quá tuốt đây. Đây các bạn này. Thì toàn bộ thì đến cái vụ này thì là vụ hoa rồi chắc chắn là như năm nay là nếu mà nói về hoa thì vô địch thiên hạ rồi các bạn. Đây là cái lớp da dài, lớp da trước. Rồi, ở cái lớp này nó dài như này thì cái tỷ lệ mà chưa phun phòng bệnh thì cái tỷ lệ đa số cái cành dài này nó sẽ có cái tỷ lệ bị mắc bệnh nhiều hơn này sẽ bị nhóc mắc bệnh nhiều hơn này em thử tìm xem cố gắng tìm xem có cái bạn cho các bác xem có cái cành nào nó bị bệnh không nhá như em phun phòng này chưa chắc đã có các bạn cái này chắc không có rồi các bạn rồi cái thời điểm này thì cũng như là anh em mình sẽ có cái góc độ để phun phòng trước thì uh, nó đảm bảo hơn các bác nhé để cho những bông hoa nó sẽ được khỏe mạnh Đấy, nó khỏe mạnh nó xanh nhát như này các bạn này nhìn cộng này hoa đẹp hoa làm này Trùm núm thế này Đây này, Đây, các bạn này. Những cái này các bác là nếu mà nhìn không tinh thì các bác lại bảo là bệnh như này thực sự không phải bệnh nên con sâu luôn ở à, đây luôn này nó cắn này các này đây con sâu sâu đoa này đây. đây này các này. đấy nó cắn luôn hết cái đầu hoa này lúc lại bảo bệnh này các bác hãy lưu ý nhé nếu cứ gặm nham nhỏ trên cái đầu cành như này là là sâu nhé các bác này. đấy còn cái mà mới phải thấy khía khía cơ ở trên những cái bông già này thì các bác sẽ đây ví dụ ở trên cái bông dài mà cái cành trục chính này nhá thường ấy nếu như không có bệnh thì các bác nhìn thì thường thường cái cành nó không bệnh nó cứ xanh ngắt như này này nó xanh mà xanh sữa xanh sáng này, này Đấy, các bác cứ nhìn ở trong video này này của em thì biết nhá và một số thì nó sẽ có khả năng nó ra này nó ra xong nó cứ kiểu như là bị uh, bị muội ấy. nó nhựa nhựa ra ấy. nó sùi sùi ra như kiểu lông ấy. thì các bác cứ đấy phun uh, của cái bạch xà và cái uh, của thuốc muội nữa nhá Đấy là hai cái dòng của phổ biến là những cái thời điểm của cái bông hoa này ra nó hay bị bệnh cái cái kiểu như thế. Thì các bác phun cái thì nó sẽ khỏi ngay. Nó sẽ sạch cái đấy ngay. Đấy. đấy. Vì thuốc chị đúng 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 cách nó thế. Hoa năm nay ra thì quá đẹp rồi các bạn. Thì lại như này là có 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 sâu rồi các bạn. còn cái lớp ngắn này là ngắn này là đẹp nhất này lớp này ra rất xinh nhá lớp này ra là ra đúng 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 thời điểm luôn đúng cách thời điểm cái lớp này là lớp lớp 2 các bạn lớp lớp hai lớp hoa này nó thuộc vào ra của cái lớp hoa thứ hai các bạn nhé còn mà lớp bây giờ ngắn tí ấy, mới báo ra ấy, thì lớp đây lớp 3 đây đây có một số các bác sẽ bị trong cái góc độ là kẹp lọc như này này đây nó có có bén có hai ba hai ba cành này các bác này còn những cành này thì nó lại uh, lại bình thường này thì em sẽ chia sẻ cho các bác này thì trong cái này thì uh, tỷ lệ lọc sẽ khỏe hơn hoa đấy các bác nhé tỷ lệ lọc sẽ khỏe hơn hoa vì cái thời điểm mà ra như này thì chúng ta không thể phun thuốc gì được nữa các bác chỉ có dùng ngắt bằng tay thôi là đảm bảo nhất các bác ngắt uh, xuống cho em ba cấp như thế này nhé đấy thì như này thì tất cả dinh dưỡng sẽ lại chuyển sang hoa Nếu mà các bác mà không ngắt mà các bác để thì nó sẽ nuôi lọc Nó sẽ nuôi lọc các bác nhá Thì những cái nách hoa này này Và nách hoa này nó sẽ gầy đi như này này Đấy nó sẽ gầy đi Và có khả năng là sẽ teo và rụng nhá Nếu mà nếu mà lọc ra khỏe Đấy thì em thưa các bác là những cái cành như này thì các bác sẽ ngắt nhá Đấy à ngắt là quá đơn giản có gì đâu ở nhà vườn nhiều thì ngắt chắc hơi lâu các bạn vì cái này thì làm vườn thì tất cả ai à, cũng thế thôi là lông thì phải chịu khó nếu không chịu khó cũng không làm được đâu các bạn đấy vì cái tỷ lệ của năm ngoái thì em làm cái video mà em chia sẻ cho các bác ấy năm ngoái nó bén cái thời điểm nó mưa quá em sang em lấy cái cây nhá em lấy cái cây em dung cái cái hoa này để cho cái tỷ lệ cho nó cái quả non mà mưa một tuần ấy nó ngập nước những đầu cuống ấy, nó sẽ bị thối và rộng hết nó sẽ rụng quả non hết Đấy thế cho nên là các bác uh, Năm ngoái có nói em bảo là làm như vậy thì 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 có một vòng thừa Làm xong nó lại mưa ấy Không sao Nó chỉ được tầm nửa tiếng hay một tiếng Những cái hoa non và những cái quả non Nó không không bị ngập nước Mưa nữa thì nó sẽ Sẽ được chắc cuống hơn các bác nhé Nên lưu ý là những vấn đề này Tại sao năm ngoái một số các bác ra hoa Có quả hết rồi Nhưng mà rụng sạch Vì cái thời điểm nó mưa các bác nhé thời điểm năm nay ví dụ như mà đến lúc cái cái hoa cái nó nở lên ấy, hoa cái nó nở rộ lên nhá mà bị bén mưa ấy, các bác hãy cố gắng đi lấy cái cây mình rung vào cái uh, chọc vào những cái đầu cành này xong rồi rung rung nó lên nhá, nhá, để cho cái tình trạng này. mưa kéo dài một tuần thì những cái hoa bông hoa non, hoa cái nó sẽ bị thối. Và những cái quả non thành quả non rồi. Ấy. Tắt hoa mà có có một đợt nữa là tắt hoa thành quả non nữa. Đấy. Thì cái đợt đấy nếu mà bị mưa nhiều thì các bác hãy cố gắng là cũng phải 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 phun nhé à, cũng phải dùng nhé cũng phải dùng hết nhá các bác nhá Đây à, các bác cứ nhìn những cái bông hoa của nhà em ra khá xanh luôn các bạn tất cả phải đừng để cho cây nó bị bệnh các bác nhá phải phòng trước đây cái lớp này là lớp, lớp cuối này lớp 3 này lớp hoa thứ ba này. này ra ngắn ngắn như này này các bạn này đấy cây này là cây cây đỏ cuối cùng đây em bảo là cái cây đỏ cuối cùng thì không kịp đây nhưng năm nay nó rét quá đang lọc non thế mà nó chuyển thành hoa được ngay vư sợ đấy đúng là được mùa là kiểu gì cũng được mùa các bác nhá <laughs> hoa wow, rất xinh luôn rất đẹp các bạn Rồi em sẽ mời các bác lên vườn to trên một chút nhé Tham quan một tí <laughs> Rồi ok các bác nhé Thì đây là đang ở trên, đang trên cái vườn to của em đây các bác Thì cái đây là cái chỗ này có mấy cái cành này là mấy cái cành này của vải ngọt các bác nhé Các bác nhìn cái lá vải ngọt này Nó tròn các bác nhé Hoa cũng rất là xinh luôn nhé Đấy, các bác chỉ nhìn nhìn các bác xem video vì các bác cứ bảo là hoa của anh năm nào cũng thấy rất đẹp vì tất cả các phòng bệnh này nó đơn giản thôi anh em mình chỉ cần chịu khó một chút thì là nó sẽ rất ok luôn các bác nhé Đấy, các bác nhìn ra không vết không bệnh tật nhé rất xinh luôn đây này có có sâu rồi này các bác này đây. cái này chắc ma phải phun rồi Mùng bốn chắc mai phun hôm nay bạn chút chắc mai chắc em phải phun rồi. Không được rồi. Ôi giời ơi Sâu phát triển đã bằng này rồi này. Đây này. Cái này thì các bác cứ nếu mà có thì các bác cứ phun cho em cái bét tốc cái làm sao nhá. Thì các loại sâu rồi bọ cứng các thứ chết hết. Bét tốc làm sao nhá. Cái em ở em hay quay đó. Thì các bác cứ phun đấy được. Còn các bác nào mà chưa biết thì hãy cố gắng vào cái kênh thuốc trị bệnh tạo mã của em nhé các bác sang đấy cây đăng ký kênh giúp em và nhận những các dòng thuốc tốt nhất nhé em để ra riêng này thì uh, mấy hôm nữa em sẽ làm uh, quay video về cái uh, quy trình đợt một uh, cách phòng bệnh phun từ lúc quả non nhé mấy hôm nữa em sẽ làm uh, cho các bác uh, để cho các bác xem và các bác uh, sẽ có sự chuẩn bị trước nhé quy trình 1, quy trình 2, quy trình ba bốn năm là 5 quy trình nhá, cả bốn phần là 5 quy trình các bác nhá. Em sẽ làm từng từng phần một để cho các bác xem các bác sẽ hiểu hiểu hơn và sẽ dễ làm hơn. Vì em tính là em gửi lên Zalo cho các bác thì Zalo thì em sẽ gửi các tên thuốc thôi. Vì video em phải làm lên thì đỡ mới phải đỡ trả lời các bác vì em mà gửi cho các bác thôi thì các bác sẽ phải lại hỏi em vì các bác không xem được video thì các bác sẽ lại hỏi em thì rất mất thời gian cũng như cái tiền bạc của các bác là phải điện cho em, mà em cũng phải đỡ vất vả vì cái thời gian trả lời cho các bác, Thế cho nên là nó rất là tốt cho các bác luôn. Em sẽ chia sẻ hết cho các bác để anh em mình sẽ càng ngày càng có những cái kỹ thuật nó tốt hơn cũng như là sẽ sẽ làm được tốt hơn, các bác nhé. Bây giờ cây này lọc của nó sẽ teo hết này, hoa nó khỏe lọc teo hết này. sinh luôn toàn hoa là hoa các bạn toàn hoa là hoa năm 2021 này là được mùa rồi các bạn lúc đầu tính những cái lớp đỏ không kịp nhưng mà vẫn ra hoa hết các bạn nhé vẫn ra hoa hết các bác bảo cột điện cũng có hoa thật rồi năm nay lại cột điện có hoa rồi như năm 2018 vì trong cái đợt hôi em tính của cái lập xuân đó cái của 2018 nó chênh nhau có mấy ngày các bạn thời tiết rét như nhau chênh nhau mấy ngày của lập xuân thôi thì chứng tỏ là sẽ được mùa là chắc chắn và để được mùa hay không cũng một quá trình đơn cũng không đơn giản phải không các bác cũng phải phun triệt lọc cũng phải đầy đủ hết đấy cứ nói với các bác mà để ra đến, đến giờ những cái lớp đó cũng không thành được đó. Đây, lớp ra trước của cái vườn to của em bây giờ nó ra như này này các bác này rất tuyệt vời luôn thường là các bác hãy để ý nhé vì hôm nay em sẽ làm quay video để chia sẻ cho các bác cũng như là để cách nhận biết cái bệnh ở trên cái bông vải thôi thì các bác sẽ phân biệt bằng chính bằng mắt của mình luôn thì các bác sẽ hãy cố gắng nhìn là cố gắng cầm một cầm một cành hoa và các bác hãy cố gắng nhìn bên nọ bên kia này cho nó xem nó an toàn không còn nếu như cái màu nó vẫn xanh tốt ý, thì nó xanh sáng tốt như này thì có nghĩa là cái bông hoa nó nó không bị bệnh các bạn còn nếu mà bị bệnh thường thường nó hay bị hay bị vàng vàng lại nó vàng lại nó không xanh nữa mà nó vàng lại đấy, và tỷ lệ mà bao giờ thấy các bác mà nó vàng ấy và thấy nó héo ỉu cái cành này xuống này đấy nó ỉu xuống như này này thì là các bác các bệnh phun của sương mai tán thư và khô vằn đào ôn nhá đa số chỉ có hai cái bệnh đấy đâu cây vải ấy cái thời kỳ bông bông vải nó như vậy nhá bác nhìn tinh ở trên những đầu cành hoa này các bác sẽ phát hiện được ngay và nếu như có những con loài dòng muội chấm li ti mà cứ bâu bâu ở đây ấy, thì các bác hãy phun cộng thuốc ngoại nhé các bác cứ phun cái đấy hoặc là phun cái của bạch xà nhé đấy ở cái kênh thuốc gì bệnh tàu mã em chia sẻ cho các bác ấy. thì các bác hãy cố gắng phun những cái đấy thì cho nó đảm bảo luôn cái đấy thì phun một lần thôi các bác nhé đấy muội và dòng chích hút các thứ thì các bác phun cái bạch xà Chỉ cần phun lần thôi ra núm núm thế này chị quá nhiều hoa luôn đây các bác này đây lúc đầu em bảo ra nó bị kẹp lọc đây các bác này đấy các bác nhìn ra cái hoa của nó thực chất hoa của nó ra khỏe bông khỏe thì cái lọc sẽ bị át đi này đấy nó sẽ teo lá đi đây đây các bác nhìn cái này à, chưa? nó sẽ teo lá đi như này, này, rất là ok luôn mà ngắn ngắn để chùm bên này thì rất xinh các nhá tỷ lệ này thì sai lắm quá khủng luôn rồi về cái cơ bản thì cũng như là cái cách làm hoa thì làm thế nào để cho cái kỹ thuật cho nó ra hoa thì như năm nay nó được mùa này thì coi như là cũng không không, không giỏi nó cũng có hoa các bác nhá thế cho nên là ở cái quan trọng là nó cái này là năm nay là cái năm mà thuận này có hoa này cây nào cũng có hoa này lại là chính cái năm kế tiếp sau là sẽ là năm mất mùa các bác nhá thì sau cái một năm của cũng như 2018 xong nó mất liên miên luôn vì trong cái đợt này thì các bác sẽ hãy cố gắng để theo đuổi cái cây của mình nó thành một cái vòng quay quy định theo đúng cái cái kỹ thuật mà anh em mình làm đó thì để cho cái cây nó sẽ được lái theo dần vì những cây nó hay mất mùa đó thì những cây đó hay nó hay gọi em gọi là nó hay bị loãng rồi đấy nó không có quy định gì nữa cây mà cứ để cho nó thích nó ra lọc thích nó ra hoa thì không bao giờ cái đấy tỷ lệ sẽ mất mùa là chuyện bình thường các bạn đấy vì có một năm có một năm đầy hoa đầy quả như này thì chính là những cái năm tiếp theo các bác hãy cố gắng để cái vòng xuyến vòng quay đó nó sẽ được vào cái quy luật à, như anh em mình đặt ra đấy chứ không được để cho nó ra lung tung mình phải biết kiểm soát Đấy các bạn Đó cũng là dành cho các bác vì những video này em làm thì chia sẻ cho các anh em làm vườn, nhà nông làm vườn. Còn các bác nào mà kỹ thuật, các bác nào biết rồi thì các bác hãy là hãy có cái nào hay hơn hay là kỹ thuật nào tốt hơn thì các bác hãy để lại bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Để chia sẻ cho anh em cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Đấy làm sao anh em mình năm nào cũng kiếm được chút đỉnh trên cái cây vải thiều chính trên quê hương lục ngạn mình nhé là kiếm được đồng tiền trên chính mảnh đất quê hương nhà mình không đấy các bạn này. những ngày thì ngắt đi một cái này được không còn những loại bé này không cần nhé chỉ ngắt những cái lá nó phát triển to thôi từ A đến Z là lọc lá hoa đẹp lắm rồi các bạn đây này giỏi này các bạn này. Đấy, ăn hết hoa này Ôi trời ơi, mai phải phun nó Nắng ấm thì mai phải phun ngay các bạn Không, cái này sâu này nó ăn nhanh lắm Một tuần 5 ngày hay 3 ngày nó cắn hết hoa luôn ấy. Hoa wow, rất xinh các bạn nhé Không mà phải nghĩ Sáng Vì cái tỷ lệ nếu mà hoa nó không bị bệnh Cũng như là sẽ phun được phòng bệnh trước Thì cái tỷ lệ Sau này của hoa hoa khoa đực nở này và hoa cái nở thì cái tỷ lệ đậu quả sẽ được an toàn hơn vì uh, thường thường nếu mà cái hoa mà bả, để để bệnh nhé các bác nhé hoa mà để bén bệnh thì thường thường sẽ là uh, lúc uh, cái lúc hoa cái nở rộ và đã chuyển thành uh, tắt hoa lậu quả non thì cái tình trạng đó nó sẽ bị bệnh nó sẽ bị dụng theo hoa cái luôn dụng theo hoa cái nhé thì cái tỷ lệ đó sẽ thưa quả hơn vì trong cái thời tiết này em rất cần các bác hãy phun phòng bệnh cho sương mai tán thư nhá khô vàng đã ôn nhá và các dòng chích hút sâu bọ là các bác cộng vào nhá còn những cái dòng trị bệnh thì các bác không nên phun không nên được cộng phân bón lá hoặc là các loại chất kích thích nhé vì các thuốc trị bệnh sẽ làm hỏng hết các, các dòng thuốc như phân bón lá đấy các bác hãy cố gắng là phun sao nó hợp lý các bác không thể không phun thuốc kích thích thì các bác có thể để đặt sau bác phun nước sâu pha với với kích thích sau đấy vì trong cái lúc trị bệnh này nó không không phải là 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 cũng như là cái cây lúa các bác nhá có bệnh phải trị bệnh xong thì cũng như con người cũng thế em nói cái cây thì nó không như con người nhưng mà có nghĩa là cũng phải có chất dinh dưỡng cũng phải ăn đấy phải trị bệnh khỏi thì con người mới ăn được thì nó mới lại sức được đấy chứ không trị bệnh được cứ bắt ăn thì làm sao ăn được phải không các bác đấy tất cả thì em cũng muốn các bác nắm được cái kỹ thuật sớm muốn các bác nắm được cái kỹ thuật sớm thì các bác làm sẽ đỡ vất vả hơn vì cái thời điểm thì cái năm được mùa thì chắc chắn thì giá cả thì chưa biết được nó đắt hay rẻ bây giờ có hoa thì anh em mình cứ chăm sóc đó cơ bản là phải làm được đẹp các bác nhé càng những năm mà 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 nhiều vải thì các bác phải làm phải đẹp Đấy. thì các bác làm được đẹp rồi thì nó quen rồi hay là có cái kỹ thuật mình biết cái cách làm đẹp rồi thì những cái năm mất mùa đó là những cái năm mà anh em mình để kiếm những cái chiến lợi phẩm mà cái kỹ thuật mình 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 làm được các bác nhá bồng này quá nhiều cắn hết rồi này mai phun hay chiều xong phun rồi cắn mấy con này cắn toát cả thu hết ra này các bác những điểm đen đấy là cắn cao thu hết rồi các đang chiều chuyển hướng chiều phun luôn thấy này ruột quá quá so ruột đây các bạn này to này trưởng thành này mà oh, chuyển hướng chiều phun luôn rồi các bạn không mai ngày kia nữa mà chiều em sẽ phun luôn rồi Rồi, thì đầu xuân mới xin kính chúc anh chị bà con cô bác luôn luôn cùng nhau mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc nhá. Tiền tài như nước nhá. Các bác lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe và bên gia đình nhá và em chúc các bác sang một năm mới này an khang thịnh vượng làm gì được đấy nhá Mơ gì làm được cái đấy các bác nhá rồi, em chúc tất cả các anh chị bà con cô bác luôn luôn cùng nhau mạnh khỏe rồi các bác anh em xem video thấy hay các bác hãy nhớ like đăng ký kênh cho kênh thương hiệu lục ngạn tv nhá và kênh thuốc trị bệnh tàu mã nhá hai kênh này em sẽ làm để cho các bác một bên thuốc một bên kỹ thuật thì các bác sẽ dễ tìm tìm những cái video dễ hơn vì không cái kênh kỹ thuật này nó tìm và thuốc thì các bác sẽ tìm rất lâu rồi em thân ái chào tạm biệt anh chị bà con cô bác nhé